How many millionaire in Việt Nam? Các bạn hiện tại có bao nhiêu người tỷ phú, có bao nhiêu người triệu phú, đô la nha các bạn ở Việt Nam? Các bạn có thể trả lời câu hỏi này cho mình được không? Vậy trong những người triệu phú và tỷ phú đó họ có cái gì chung với nhau? Có cái gì mà họ có điểm chung? Các bạn có học được họ từ điều gì không? Hôm nay mình sẽ nói cái này làm còn có hai phần, phần thứ nhất mình nói bằng tiếng Anh, phần thứ hai mình nói tiếng Việt. Hy vọng là các bạn sẽ coi, các bạn sẽ hiểu phần tiếng Anh để cho các bạn học thêm tiếng Anh, còn phần tiếng Việt mình sẽ phân tích cụ thể hơn. Hi guys, my name is Michael. Today I'm going to talk about the millionaire mindset. Hôm nay mình sẽ nói cho các bạn cái cách mà các bạn trở thành một cái người triệu phú, cái tư duy triệu phú như thế nào. Let's get started. Hi guys, a lot of millionaire in the world is more than 500,000 millionaire and billionaire as well in the world. The amount of billionaire now we can like a loss. So we can see like a lot of billionaire and millionaire in the world. But the truth is we all want to become one of them. But how can we do it? How can we pick up the mind? What is the mindset, their billionaire or millionaire mindset? We need to learn from them to improve ourselves, to see what can we improve to become one of them. The truth is you already millionaire to a lot of different things. You millionaire of the excuse, millionaire of the claiming to other people, you millionaire of sleeping every day, you how many times you go to bed, how many times you wake up, and million times you open and close the door, the window, you are million times you do anything, million times you draw, write, whatever you do, you already million times. Now how do you make $1 million? You need to break down to how many customer you need to serve to get $1 million, how many customer and how many order you need to get back to get $1 million. If you your product is $500,000 per product, you need 2 customer. If it's $250,000, you need 4 customer. If it's $1,000, you need 10 customer. If your product is $50,000, you need 20 customer, you make $1 million. You need to break it down to the level you know exactly how many customer you get it to get the $1 million, $1 million. At the moment, it's more than 10,000 people in the US become a $1 million. 67%, 2/3 of millionaire become the millionaire by themselves, self-made millionaire. That means is they are new millionaire. They make themselves, they use technology. We need to find out how can they do it and what mentors they use, what vehicle they're driving to get their million. New generation, we need to learn from them. More than 400,000 new millionaire, self-made millionaire. So I want you to become one of them. Go out there and compete to the overseas people, to the people from America, from Japan, from China. Get your head on, get your game on, get your focus. Focus, go, energy flow, and waste the money, waste got attention. Put your worth at your work ethics there. Not just only the money, the creation of the product, your customer, your product, improve qualities, improve the services to deliver a good service to the customer. Bring more value to marketplace so the marketplace can give you enough money to become the millionaire. That's a fair game, the fair place. If your value, your product or service is a good value to the marketplace, they will give you the good money in the return. And you too will become a millionaire or billionaire. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Lò Khởi Nghiệp. Hôm nay mình nói với các bạn cái tư duy của người triệu phú là như thế nào, và bạn cũng có thể trở thành một trong những người triệu phú đó. Tại vì trong số 2 phần 3 những người triệu phú hiện tại các bạn biết ở trên thế giới và ở ngay cả Việt Nam thì là họ là self-made millionaire, có nghĩa là họ là tự thân vận động để trở thành triệu phú, chứ không phải là thừa hưởng tiền của ba mẹ hoặc là ông bà để lại, hoặc là cái người nào đó để lại cho họ, hoặc là không phải kết hôn vợ chồng gì đó người ta sẽ có nhiều tiền. Nếu các bạn nghĩ cái cách này kiếm tiền dễ thì các bạn hãy giống như kiểu ông tỷ phú Jeff Bezos, vợ của ông chia tay, ông mới chia tay với vợ ông
ly dị thì ông cái vợ người vợ của ông trở thành tỷ phú luôn, lý do là chia tới 1/3 gia tài của ông cho người vợ. Đó là cái cách nhanh nhất để kiếm. Còn nếu các bạn mà thấy mình không làm được cái này thì các bạn phải tự thân vận động, tự thân để đi kiếm được tiền. Thì cái cách tốt nhất của bạn đi ra để kiếm tiền là cái bạn phải phải chia nhỏ cái mục tiêu của bạn ra. Ví dụ như bạn muốn trở thành triệu phú thì cái sản phẩm của bạn hiện tại bao nhiêu tiền? Ví dụ mình nói sản phẩm của bạn là 500.000 đô thì bạn chỉ cần 2.000 khách hàng thôi. Sản phẩm của bạn là 250.000 đô thì bạn chỉ cần 4.000 khách hàng. Và nếu sản phẩm của bạn 100.000 đô thì bạn cần 10.000 khách hàng. Còn nếu sản phẩm của bạn là 50.000 đô thì bạn chỉ cần 20.000 khách hàng. Và nếu sản phẩm của bạn là 1.000 đô thì bạn phải cần 1.000 người khách hàng để cho bạn kiếm được 1 triệu phú của bạn. Ý, các bạn cần phải, nếu khách hàng của bạn là 1.000 thì bạn phải cần 1 triệu khách hàng chứ đúng không? Ý, không chỉ cần 1.000 thôi là đủ rồi. Đó các bạn, thì bạn phải chia nhỏ nó ra rồi bạn ngồi đó bạn phân tích coi coi. Rồi sản phẩm của bạn, bạn phải làm gì? Bạn phải thêm cái giá trị vô cho sản phẩm của bạn. Bạn phải tạo cho người ta thấy cái sản phẩm của bạn là duy nhất và là sản phẩm của bạn là có giá trị cho người khách hàng, hoặc là cái dịch vụ của bạn, các bạn phải đem đến dịch vụ như vậy thì khách hàng người ta tin tưởng, người ta mới làm, mới xài sản phẩm dịch vụ của bạn. Và mình nói rồi các bạn, khi mà bạn bán hàng còn có 3 bước: trước khi bán hàng, trong khi bán hàng và sau khi bán hàng nữa các bạn. Khi mà bạn đưa ra cái giá trị một cái sản phẩm nào đó thì bạn phải đem lại cho khách hàng cái sự yên tâm, tin tưởng từ trước khi họ mua của bạn, sau khi họ mua của bạn và ngay cả trong khi họ mua của bạn. Và có nhiều người hỏi mình là em có thể trở thành triệu phú được không? Câu trả lời là có. Và bạn có phải làm gì không? Chắc chắn là bạn phải làm, bạn làm rất nhiều. Đi ra ngoài tạo ra một sản phẩm hoặc là một cái dịch vụ gì đó để đem đến cho thị trường, coi cái thị trường có chấp nhận điều đó không. Nếu chấp nhận, bạn tăng cái giá trị của bạn lên để vô cái sản phẩm của bạn là một cái gì đó đặc biệt, không có ai có thể copy của bạn được hết. Và cái sản phẩm của bạn có giá trị về lâu dài và bạn phải thay đổi bản thân bạn liên tục, học hỏi liên tục để bạn tạo ra cái sản phẩm tốt cho cái marketplace. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn một ngày tốt lành và các bạn nên nhớ điều: bạn có thể trở thành triệu phú được. Tất cả mọi người đều trở thành triệu phú và tỷ phú được. Có quan trọng là các bạn có chịu làm hay không thôi.